kênh okay. bất động sản Phân Hảo bình rồi tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. À hôm nay em đang có mặt tại à, xã Hòa Long. Ở à, thành phố à, Bà Rịa nha quý anh chị. À, hôm nay em có sản phẩm là một căn nhà, à, mặt tiền đường bê tông, à, cách đường nhựa là 50 m, đường ô tô vào tới nơi nha quý anh chị. À, căn nhà cực kỳ đẹp, đường ô tô vào tới nơi luôn nha. À, cách đường nhựa tầm 50 m quý anh chị. Rồi trước khi vào căn nhà thì em xin nói diện tích căn nhà này ngang 6 m, sâu vô là 17 m. Đó. À, 60 mét thổ cư nha ờ, chủ bán là giá rất mềm để toàn bộ nội thất cho quý anh chị luôn nha ờ, em quay nhanh bán nhanh quý anh chị nào thiện chí alo cho em à, căn nhà này em xin nói cái giá luôn nhanh gọn lại luôn giá chỉ có 2 tỷ 2 thôi ờ, thiện chí gặp trực tiếp em dắt chủ nhà làm việc luôn nha Đó, ờ, sát với chợ Hoa Long luôn nha quý anh chị ờ, ở dưới này thì có một chỗ để xe hơi này ờ, ở đây là phòng bếp tại vì thiết kế thực kỳ hiện đại với quý anh chị ờ, ở dưới này thì một phòng bếp một phòng khách đó, và một toilet đó, có sân sau phía dưới luôn nha đó, đây đây là là, là phòng khách đó, phòng phòng ngủ này đó, phòng khách phòng bếp và đến phòng ngủ đó, đây là phòng ngủ nha có hai cửa sổ luôn cực kỳ mát mẻ nha quý anh chị đó, tại vì cửa sổ phía bên kia là bên hông nhà mình luôn nha có đường lùng. đó, còn phía sau này là toilet sân phơi đồ này đây đấy, đây toilet đây sân phơi đồ đây đó, có cửa kia đi bên hông đường luồng luôn nha À, tại vì nhà mình 6m, ngang 17m luôn nha quý anh chị à, 6m là rất rộng rãi nha à, còn trên lầu thì à, có một phòng nha có toilet riêng luôn à, nhưng mà hiện tại đang chủ nhà đang ở trên đó nên em không em ngại quay trên đó nha à, em quay sơ thôi nói chung nhà thiết kế cực kỳ đẹp luôn nha quý anh chị à, hai lớp cửa à, phía trong bập à, phía trong mà có lớp à, kính sofa rồi à, rất là ok chắc chắn nha à, quý anh chị quan tâm thì liên hệ cho em à, khu dân cư ở kính nha quý anh chị à, căn nhà này nha à, chủ bán để hết nội thất cho mình em xin nói là diện tích căn nhà này là ngang 6m sâu vô 17m 60m thổ cư à, giá chỉ có 2 tỷ 2 thôi à, cực kỳ đẹp nhà một trệt một lẫn như quý anh chị khu dân cư ở kính để ông quay sổ cho gì vị xem số mình đây cho quý anh chị à, thuê đất số 638 tờ bằng đồ 41 này thì chỉ là uh, xã Long thành phố Bà Rịa nha tổng diện tích là 105m2 thuộc riêng một cái sử dụng là đất ở nông thôn là 60 thủ thổ cư nhưng quý anh chị còn lại cái hành nam khác nha ngang sáu sáu mười bảy Đó. ngang sáu sáu mười bảy nha à, ngang sáu mét sáu mười bảy nha Đó. mình đã có giấy phép xây dựng đầy đủ với quý anh chị đây Đó. nhà mình đã có giấy phép xây dựng đầy đủ nha à, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video không quên cho em một like và đăng ký kênh của anh chị